Sáng ngày 13 tháng 9, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải Liên hoan Phát thanh Truyền hình Yên Bái lần thứ 20 năm 2021. Vượt qua hơn 100 tác phẩm tham dự mùa giải năm nay, đã có hơn 40 tác phẩm xuất sắc được vinh danh khen thưởng. Dự lễ trao giải có lãnh đạo một số sở ban ngành và trung tâm truyền thông và văn hóa các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Liên hoan Phát thanh Truyền hình Yên Bái lần thứ 20 năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống xã hội. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn phát động, các phóng viên, biên tập viên, các phòng chuyên môn và các cộng tác viên các trung tâm truyền thông và văn hóa các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị phối hợp đã đem đến liên hoan tổng số 109 tác phẩm. Trong đó có 59 phóng sự truyền hình ở các thể loại phóng sự ngắn truyền hình, phóng sự truyền hình, 41 tác phẩm phát thanh và 9 chương trình phát thanh của các trung tâm truyền thông và văn hóa huyện, thị, thành phố. Theo đánh giá của ban giám khảo, các tác phẩm tham gia liên hoan năm nay phong phú, đa dạng về đề tài, phản ánh những thành quả trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội được dư luận xã hội quan tâm. Những tấm gương người tốt, việc tốt, những cá nhân điển hình tiên tiến mang lại giá trị tốt đẹp cho cộng đồng đã được các tác giả dày công đầu tư, tạo ra những câu chuyện gần gũi, chân thực, hấp dẫn người nghe, người xem. Đồng thời thể hiện sự nỗ lực cống hiến, lòng yêu nghề của các tác giả, nhóm tác giả tham dự giải. Trong số hơn 100 tác phẩm tham dự liên hoan, nhiều đề tài có tính phát hiện cao, mang đậm hơi thở cuộc sống, thể hiện sự gắn bó tâm huyết của người làm báo với thực tế, tập trung vào các vấn đề mang tính thời sự nóng hổi, đã tạo được ấn tượng tốt đối với ban giám khảo, như phòng chống dịch bệnh COVID-19, nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, xây dựng nông thôn mới, phòng chống ma túy. Bên cạnh các tác phẩm phản ánh mặt trái của xã hội, cũng có nhiều tác phẩm đọng lại những ấn tượng tốt đẹp, gây được sự xúc động về tình người và lòng bao dung của biết bao con người trong xã hội. Đó là những hình ảnh người dân chia sẻ ủng hộ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, những bí thư chi bộ, những trưởng công an, trưởng thôn, già làng, trưởng bản tận tụy với dân, hết lòng vì đồng bào dân tộc, những thầy cô giáo vùng cao vì học sinh thân yêu, những tấm gương khởi nghiệp làm kinh tế giỏi ở các vùng quê trong tỉnh. Đó thực sự là những bông hoa tươi đẹp mà chúng ta cần nhân rộng. 41 tác phẩm xuất sắc để vinh danh hôm nay, đó là sự ghi nhận, khuyến khích những ngọn lửa đam mê nghề báo của các tác giả. Và chúng tôi hy vọng sau mỗi kỳ liên hoan, các tác giả lại có thêm kinh nghiệm và động lực để sáng tạo ra các tác phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ khán thính giả tỉnh nhà. Bên cạnh một số tác phẩm còn đi theo lối mòn trong tìm kiếm đề tài và cách thể hiện, đã có nhiều tác phẩm thể hiện sự tâm huyết của các tác giả. Các tác giả, nhóm tác giả đã lựa chọn góc tiếp cận đa chiều, bám sát thông tin theo kịp dòng chảy của sự kiện, hơi thở của đời sống, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, của tỉnh. Tích cực đổi mới hình thức thể hiện mới lạ, hấp dẫn, hình ảnh chân thực, khai thác tốt nội tâm nhân vật. Nhiều tác phẩm có sự đầu tư khá công phu về hình ảnh, lời bình, âm thanh, ánh sáng, tiếng động hiện trường. Đây là tín hiệu tích cực đối với đội ngũ những người làm báo phát thanh truyền hình Yên Bái trong bối cảnh truyền thông số và mạng xã hội ngày càng phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Khi thực hiện tác phẩm này, chúng tôi rất thấy cảm thông với những đứa trẻ khi có cha mẹ đi buôn bán ma túy. Và những đứa trẻ này gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn, và trong khi tác nghiệp mọi việc diễn ra rất là thuận lợi, vì như khi mô tả về những em bé có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ buôn bán ma túy, những đứa trẻ bị phải sống bơ vơ, chúng tôi thực hiện rất là thuận lợi, vì hoàn cảnh sống của các em trên thực tế nó là như vậy. Đối với chúng tôi thì tác phẩm này không chỉ là giải thưởng mà nó còn có tiếng nói đến chung đến cộng đồng và xã hội. Điều đặc biệt của Liên hoan Phát thanh Truyền hình lần thứ 20 năm 2021 là chất lượng các tác phẩm của nhiều trung tâm truyền thông và văn hóa các huyện thị đã được nâng lên rõ rệt, thể hiện sự đầu tư kỹ lưỡng từ khâu chọn đề tài cho đến cách thể hiện, phát huy thế mạnh của từng thể loại. Khi nhận được kế hoạch liên hoan thì chúng tôi đã phân công phóng viên thâm nhập cơ sở, lựa chọn đề tài. Và khi về thì thống nhất trong tất cả ban lãnh đạo cũng như là phóng viên. Chúng tôi có cái sự hòa mình từ ban lãnh đạo cho tới các biên tập viên và phóng viên. Chủ đề của chương trình phát thanh năm nay thì tôi lựa chọn cái chủ đề là những bông hoa nở giữa mùa dịch.
Và tôi cho đây là một cái chủ đề rất là gắn liền với cuộc sống hiện tại. Khi mà cả nước phải gồng mình để chống dịch, thì những y bác sĩ cũng như là những người dân của Yên Bình cũng đã dồn hết tâm lực để tham gia vào cái cuộc phòng chống dịch này. Thế và cũng như các bác y bác sĩ trong cả nước thì y bác sĩ của huyện Yên Bình cũng đã gác lại tất cả những cái khó khăn của cuộc sống đời thường trên tuyến đầu chống dịch và sẵn sàng tình nguyện đi vào tâm dịch để giúp đỡ các tỉnh bạn. Liên hoan phát thanh truyền hình tỉnh lần thứ 20 năm 2021 không chỉ là dịp tôn vinh những nhà báo, những tác phẩm báo chí xuất sắc, mà còn là dịp để những người làm phát thanh truyền hình trong tỉnh có dịp giao lưu, trao đổi, học hỏi kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, thi đua, sáng tạo ra các tác phẩm báo chí chất lượng cao, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. Đồng thời động viên các tác giả nỗ lực hơn nữa, đem đến những tác phẩm chất lượng, để liên hoan thực sự trở thành một sân chơi nghiệp vụ hữu ích đối với những người làm báo hình, báo nói trong tỉnh. Năm nay thì đối với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thì đối với chương trình phát thanh thì thực hiện cái chương trình về nâng cao cái chỉ số hạnh phúc, và đối với ngoài ra thì xây dựng cái chương phóng sự về cái kinh phu để chống dịch ở Trạm Tấu, thì đây là những cái tác phẩm mà chúng tôi cũng dành rất là nhiều tâm huyết để có thể đạt cái kết quả cao nhất. Thì qua mỗi một liên hoan thì đối với lại đội ngũ phóng viên, cộng tác viên như chúng tôi thì có dịp để giao lưu học hỏi cũng như để trao đổi cái kinh nghiệm, cũng rất là mong muốn thì trong thời gian tới đài sẽ tiếp tục duy trì cái chương trình liên hoan này để có thể nâng cao được cái trình độ chuyên môn, đặc biệt là đối với đội ngũ cộng tác viên như chúng tôi. Kết thúc liên hoan phát thanh truyền hình Yên Bái lần thứ 20 năm 2021, ban tổ chức đã trao giải cho hơn 40 tác phẩm xuất sắc, trong đó có 3 giải nhất, 8 giải nhì, 13 giải ba, 17 giải khuyến khích. Theo đó, giải nhất phóng sự truyền hình thuộc về nhóm tác giả Bích Thu, Tuấn Anh, đài phát thanh truyền hình Yên Bái với tác phẩm Khi cơn bão ma túy đi qua. Giải nhất phóng sự phát thanh thuộc về tác giả Đoàn Mến, đài phát thanh truyền hình Yên Bái với tác phẩm Luân chuyển giáo viên, quyết định mang tính nhân văn. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình đạt giải nhất chương trình phát thanh với chuyên đề Những bông hoa nở trong mùa dịch. Cũng trong dịp này, hai cá nhân đã được nhận bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lĩnh vực phát thanh truyền hình năm 2020. Trong khuôn khổ lễ tổng kết và trao giải Liên hoan phát thanh truyền hình Yên Bái lần thứ 20 năm 2021 cũng đã diễn ra hội thảo tăng cường cộng tác tin bài với Đài phát thanh truyền hình Yên Bái. Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận bàn các giải pháp nâng cao chất lượng các tin bài cũng như các chương trình phát thanh truyền hình. Cộng tác của các trung tâm truyền thông và văn hóa đề xuất các giải pháp để công tác phối hợp giữa các đơn vị với Đài phát thanh truyền hình Yên Bái ngày càng tốt hơn trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông số.